Sau tất cả, Trung Dũng đã cầu hôn Thúy Ngân ngay giữa nhà hàng, chốt luôn sang năm cưới. Hân Hoa hậu Thúy Ngân đang khiến người hâm mộ rần rần khi bất ngờ khoe clip được Trung Dũng cầu hôn. 2018 là một năm đại thành công trong sự nghiệp nghệ thuật của Thúy Ngân và Trung Dũng, khi cả hai cùng được trao giải Mai Vàng ở hạng mục Nam và Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất, sau vai diễn Hân Hoa hậu và chàng rể Kiệt trong bộ phim dài tập Gạo nếp gạo tẻ. Tên tuổi mỹ nhân sinh năm 1991 lên như diều gặp gió, còn Trung Dũng cũng tìm thấy được mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp. Đặc biệt, sự kết hợp ăn ý của cả hai khiến khán giả nhiệt tình ghép đôi. Mới đây, Thúy Ngân và Trung Dũng đã có một buổi đánh lẻ đáng nghi ngờ, cùng nhau ăn tối và trò chuyện vui vẻ bên bàn tiệc. Đặc biệt, giữa cuộc vui, Trung Dũng đã bất ngờ dành cho bạn diễn kém 18 tuổi một lời tỏ tình vô cùng ngọt ngào. Trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên còn gọi người đẹp là vợ đầy âu yếm, lâu lâu vợ em nó tưng tửng vậy đó mọi người. Cụ thể, khi Thúy Ngân ngỏ lời anh Dũng, anh có cưới em không? Ban đầu nam diễn viên bâng quơ hỏi năm nay cô bao nhiêu tuổi. Lúc mọi người nghĩ anh đang đánh trống lảng thì ngay sau đó Trung Dũng bất ngờ tuyên bố thôi đợi 30 cưới luôn nha. Không chỉ dõng dạc cầu hôn Thúy Ngân, nam diễn viên còn không ngần ngại định luôn thời gian sẽ cưới cô nàng. Đó là vào năm tới khi Thúy Ngân hoa hậu vừa tròn 30 tuổi. Điều lãng mạn nhất là Trung Dũng còn dành cho Thúy Ngân một nụ hôn tay cực ngọt ngào và lịch thiệp, còn người đẹp vui vẻ khoe có người cưới em rồi. Nhiều khả năng đây chỉ là những lời bông đùa của cặp đôi, nhưng phần đông khán giả yêu mến họ vẫn cực kỳ phấn khích trước màn cầu hôn siêu đáng yêu này. Trước đó, dù nhiều lần bị ghép đôi, nhưng Trung Dũng và Thúy Ngân vẫn một mực phủ nhận khăng khăng họ chỉ là bạn bè. Vào vai một cặp vợ chồng luôn cãi vã, đối đầu nhau trong Gạo nếp gạo tẻ, nhưng ở ngoài đời Thúy Ngân và Trung Dũng lại có một mối quan hệ rất thân thiết. Sau loạt hình nắm tay tình tứ ở sân bay cùng lời chia sẻ của Trung Dũng rằng cả hai có thể ngủ chung phòng sau khi đi quay ngoại cảnh và anh thường xuyên đưa Thúy Ngân về nhà sau mỗi cảnh quay, không ngạc nhiên khi hai người luôn được khán giả ghép đôi. Trước nghi vấn phim giả tình thật, cả hai lên tiếng phủ nhận. Thúy Ngân còn tiết lộ cô và đàn anh từng không dám gặp mặt hay ngồi gần nhau một thời gian dài để tránh bị đồn thổi thêm về tình cảm. Đối với mỹ nhân cao 1m74, Trung Dũng còn hơn cả một người anh, người đồng nghiệp. Bởi tất cả buồn phiền hay bị ái khiếp, tôi cũng tâm sự với anh, quấy rối anh bất cứ khi nào mình muốn. Anh là người có suy nghĩ rất chín chắn và đưa ra nhiều ý kiến sâu sắc những lúc tôi bối rối nhất. Dù chói bay chuyện thành đôi, nhưng những khoảnh khắc tình tứ hậu trường hay những lần cùng sánh đôi trên thảm đỏ tiếp tục khiến các fan đẩy thuyền Trung Dũng và Thúy Ngân. Trong một khoảnh khắc, ống kính bắt tròn ánh mắt đông đầy trìu mến mà Thúy Ngân dành cho bạn diễn. Dù đã lên tiếng phủ nhận, nhưng với những cử chỉ tình bể tình mỗi khi gần nhau, cặp đôi Thúy Ngân Trung Dũng mang đến cảm giác ngọt ngào như một cặp vợ chồng hạnh phúc, điều mà trước đây những khán giả theo dõi bộ phim Gạo nếp gạo tẻ chưa bao giờ được chứng kiến. Đăng ảnh Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thúy bàng hoàng, không tin người đẹp trai như vậy từng nói yêu mình. Nhiều lúc tôi không thể tin nổi người đẹp trai như vậy lại từng nói yêu mình. Có phải đó là chuyện ngôn tình biến thành hiện thực không? Hoa hậu hoang mang. Thời gian qua, nam ca sĩ Noo Phước Thịnh công khai quá khứ yêu hoa hậu Mai Phương Thúy, khiến làng giải trí bàn tán xôn xao. Tuy vậy, khi được hỏi đến chuyện tình cảm với mỹ nam showbiz, người đẹp họ Mai chưa từng đối diện thẳng mà khéo léo né tránh. Thế nhưng mới đây, Mai Phương Thúy bất ngờ công khai đăng ảnh Noo Phước Thịnh lên trang cá nhân, trầm trồ trước dung mạo mỹ nam. Cô không thể tin nổi một người đàn ông đẹp hoàn hảo như vậy lại từng nói yêu mình. Sáng ra bạn tôi đã làm cái story đẹp muốn ngất. Bạn tôi muốn con dân phải sống sao, nhiều lúc tôi không thể tin nổi người đẹp trai như vậy lại từng nói yêu mình. Có phải đó là chuyện ngôn tình biến thành hiện thực hay không? Hoa hậu hoang mang. Phía dưới phần bình luận, người hâm mộ liên tục thể hiện mong muốn Mai Phương Thúy, Noo Phước Thịnh trở thành một cặp. Không, em không chịu đâu, em vẫn xếp thuyền này chị ạ. À, đôi này mà cưới nhau con đẹp phải biết. Tích cực đẩy thuyền, quay lại đi anh chị ơi. Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thúy, ôi mong chờ, là những bình luận được người hâm mộ gửi đến Mai Phương Thúy. Tuy nhiên, hoa hậu Mai không ủng hộ suy nghĩ đó. Cô khuyên fan nên xếp Noo Phước Thịnh với người khác vì cô chỉ xem nam ca sĩ là bạn tốt mà thôi. Mai Phương Thúy xác nhận chỉ là bạn tốt với Noo Phước Thịnh. Hoa hậu khuyên fan nên xếp Noo Phước Thịnh cho người khác. Trước đó, vào cuối tháng 10, 2018, Noo Phước Thịnh bất ngờ xác nhận từng có khoảng thời gian yêu hoa hậu Mai Phương Thúy trong một talk show. Tôi không ngại ngùng khi chia sẻ về tình cảm này vì những điều tôi dành cho Thúy tất cả mọi người ngoài kia đều biết, rất đẹp đẽ. Chỉ vì mọi người săn lùng tôi quá nên tôi không muốn nói mà thôi. Để nói về một người mà mình từng yêu, tôi thích dành những điều tốt đẹp cho họ. Tôi không phải người không yêu đòi quà hay nói xấu người yêu cũ. Tôi chỉ nói vậy thôi để Thúy còn đi lấy chồng chứ, nam ca sĩ kể.
Nói về lý do cả hai không thể tiến xa hơn, giọng ca lặng thầm cho biết, tôi và Thúy là hai thế giới quá giống nhau từ tính cách, tư duy và tư tưởng, nên không thể chạm vào nhau được. Trong khoảng thời gian thử yêu, những gì tôi suy nghĩ, những gì tôi định nói, Thúy đều biết. Nô Phước Thịnh như phiên bản nam của Mai Phương Thúy, còn Mai Phương Thúy như phiên bản nữ của Nô Phước Thịnh. Những tham vọng, tư duy quá lớn, nên hai thế giới này đụng vào nhau sẽ nổ tung. Cái tôi, tham vọng và tư tưởng của mỗi người không giảm xuống để ở bên nhau, nhưng đó cũng chính là những thứ khiến tôi yêu Thúy đến giờ vẫn vậy. Trước giải bày quá khứ của Nô Phước Thịnh, Mai Phương Thúy tỏ ra bất ngờ và xin im lặng để trấn tĩnh lại tinh thần. Sau khi bình tĩnh, Hoa hậu Việt Nam 2016, việc này tôi sẽ hỏi xem Nô nên hành động như thế nào, cậu ấy bảo sao tôi sẽ làm theo, tôi rất nghe lời cậu ấy. Chàng đã chỉ thị rồi thì em cứ thế làm theo thôi. Mọi người đừng hỏi về vấn đề này nữa, em rất nghe lời cậu ấy. Nên phản ứng của em không giải quyết được vấn đề gì cả, Mai Phương Thúy chốt lại. Cùng tuổi, ông Cao Thắng mơn mởn như thanh niên, còn Quách Ngọc ngoan quái dừ, hai đời vợ có khác. Nếu không biết sinh nhật thật, sẽ chẳng ai nghĩ họ bằng tuổi nhau. Tháng 1 vừa qua, Đông Nhi đã chia sẻ hình ảnh mừng sinh nhật lần thứ 33 của ông Cao Thắng và nhắn nhít gọi bạn trai bằng cậu bé trà sữa. Nhiều người hâm mộ mới nhật bình nhớ ra, ông Cao Thắng đã bước qua tuổi 30 từ lúc nào vì đẹp trai và quá trẻ trung, công tử nhà đại gia nhựa Tân Hiệp Hưng bị lầm tưởng mới chỉ 27-28 tuổi. So với người bạn cùng tuổi Quách Ngọc Ngoan, quả thật có quá nhiều sự khác biệt. Cộng đồng mạng chỉ ra lý do nam diễn viên họ Quách dừ hơn không chỉ do ghen, mà vì anh đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Ông Cao Thắng và Quách Ngọc Ngoan cùng sinh năm 1986, trong khi bạn trai của Đông Nhi trẻ như một cậu học sinh, thì Quách Ngọc Ngoan lại có phần già dặn hơn. Dù có thân hình cao to, cường tráng hơn ông Cao Thắng, nhưng với lịch trình đóng phim khắc khổ, thường xuyên phải vật lộn xương gió cho vai diễn, nên Quách Ngọc Ngoan bị lão hóa nhan sắc nhanh hơn. Về phần ông Cao Thắng, anh ít đi hát và rút lui về kinh doanh, công ty giải trí, thường xuyên tập thể thao duy trì vóc dáng khỏe mạnh, được bạn gái chăm sóc, nên thiếu gia trẻ bao năm vẫn giữ mặt baby như vậy. Một phần nữa là do gen di truyền, trong khi cha mẹ và anh chị em ông Cao Thắng đều rất trẻ trung xinh đẹp hơn tuổi thật, thì cha mẹ của Quách Ngọc Ngoan lại già hơn vì đều làm nghề nông. Hai nghệ sĩ ít nhiều, hưởng gen từ gia đình nên có sự khác biệt về nhan sắc dù cùng bằng tuổi. Hơn thế, Quách Ngọc Ngoan đã là bố trẻ con, trong khi ông Cao Thắng vẫn là trai tân. Dù thọ thiếu thời có soái ca đến mức nào thì sau khi lấy vợ, Quách Ngọc Ngoan vẫn bị đánh bại. Ông Cao Thắng có khuôn mặt bất chấp mọi thời gian. Nam ca sĩ chưa có dấu hiệu lão hóa nào dù đã quá 30 tuổi. Đến bạn gái Đông Nhi cũng phải ghen tị về nhan sắc của anh chàng. Hơn Song Luân 5 tuổi, nhưng ông Cao Thắng nhất định không chịu lép vế. Khuôn mặt của nam ca sĩ luôn rạng rỡ và điển trai. Dù để kiểu tóc nào thì ông Cao Thắng vẫn khiến người ta tin anh chỉ mới đôi mươi thôi. Nhìn anh tưởng học sinh cấp 3 chứ. Ở một hoàn cảnh khác, Quách Ngọc Ngoan từng là siêu mẫu vì anh có vóc dáng lý tưởng. Sau khi ly hôn với vợ cũ và chạy theo tình già, Quách Ngọc Ngoan để lộ khuôn mặt ngày càng xuống sắc. Nam diễn viên được săn đón ngày nào giờ chẳng quan tâm tới ngoại hình. Quách Ngọc Ngoan luôn để râu ria và lộ mặt mệt mỏi. Nhìn mái tóc này ai cũng nghĩ anh 40 tuổi. Quách Ngọc Ngoan không giữ hình ảnh soái ca kể từ sau khi có con. Lần gần nhất cộng đồng mạng thấy anh nhẵn nhũi là trong bộ phim điện ảnh của Victor Vũ. Phi Thanh Vân đá xoáy Trường Giang, dạy năm em chiêu tránh thất tình và nghệ thuật làm đàn ông tan chảy. Không chỉ gợi nhớ tới Trường Giang, Phi Thanh Vân còn khẳng định sẽ dạy năm em cách làm đàn ông tan chảy, cũng như giúp cô không phải đau khổ vì tình. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn, ghi lại cuộc hội thoại giữa Phi Thanh Vân và năm em khi cả hai cùng ngồi ghế nóng một chương trình. Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Phi Thanh Vân không liên tục gợi lại chuyện tình ồn ào của năm em với Trường Giang, cũng như khẳng định sẽ dạy Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 cách làm đàn ông phải tan chảy vì mình. Phụ nữ khi yêu ai rồi họ chung thủy 100% tuyệt đối, giống như trường hợp của năm em ngày xưa. Nữ diễn viên cô gái xấu xí quả quyết, trước lời chia sẻ của đàn chị, mỹ nhân họ Nguyễn bản lãng cho biết không có gì để nói. Không được đâu năm em, chiều nay chị sẽ huấn luyện em khóa để mà đàn ông không thể nào vùi dập và làm em đau khổ nữa. Lúc đó, chỉ có em mới có thể làm cho đàn ông tan chảy. Chị từng vấp ngã và chị đã học tâm sinh lý tình dục học. Chị đọc tới cả trăm quyển sách, nên các bạn nữ ở đây hãy theo chị sẽ dạy cho, Phi Thanh Vân chia sẻ. Phát ngôn của nữ hoàng giao kéo nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ phía đồng nghiệp, cũng như MC chương trình. Không những thế, khi nghe top 8 Meet Us giải bày về người đàn ông khéo miệng,
thường dễ bị lật mặt như lật bàn tay, Phi Thanh Vân lên tiếng phản đối. Cụ thể nam MC hỏi, nam em thấy phần ứng xử của anh chàng này như thế nào? Nam em phân trần, em nói cảm xúc thật nha, em thấy bạn khéo léo nên hơi sợ. Nếu đàn ông khéo ăn khéo nói thì họ lách luật rất nhanh, cho nên nhiều khi không biết thế nào thật thật giả giả. Rồi khi đồ giả cũng là thật, đồ thật cũng là giả. Phản pháo lại lời nói của đàn em, Phi Thanh Vân cho rằng nếu đàn ông không khéo ăn khéo nói chắc chắn đó là người ăn hại. Bởi theo cô, người đàn ông bắt buộc phải khéo ăn, bản lĩnh đức độ thì mới ra được bên ngoài làm ăn. Còn nếu không khéo hèn thì coi như xong đời. Sau lời quả quyết của đàn chị, nam em vẫn giữ nguyên quan điểm khi nhận xét chàng trai trẻ. Chuyên gia sinh năm 1996 cũng khẳng định cô không thích đàn ông nói nhiều và giờ em không thích đàn ông nữa. Bây giờ em không quá quan trọng điều đó nữa, mục tiêu sống của em là vui vẻ hạnh phúc, nam em bộc bạch. Hay trong một diễn biến khác, khi mỹ nhân 24 tuổi dành lời khen hiền lành thật thà cho một nam diễn viên, Phi Thanh Vân bất ngờ gợi lại vết thương lòng của cô. Em thấy anh này hiền thật thà, nam em lên tiếng. Hiền như người đàn ông trước của em vậy đó, Phi Thanh Vân bồi thêm. Trước đó nam em từng công khai mối tình trong bóng tối với Trường Giang. Ngay khi chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Ở bên dưới phần bình luận, người hâm mộ nhanh chóng gọi hồn Trường Giang trong những câu đùa vui của Phi Thanh Vân với nam em. Tuy nhiên, cũng không ít người thể hiện sự bức xúc khi nữ hoàng giao kéo gợi lại chuyện đã qua. Thậm chí một số cho rằng cả Thanh Vân và nam em đang cố bấu víu vào cái tên Trường Giang để gây sự chú ý. Hiện tại đoạn clip này vẫn đang gây tranh cãi. Thank you.